Sau 3 năm yêu đương sâu đậm, Riu Kiết nổi tiếng khắp thành phố Hà Nội, Giang Lê đã sớm nhận lời cầu hôn để chung một nhà cùng chàng One Boy Bá Nam. Cô bạn nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh và kiêu sa đã khiến cho dân tình không khỏi ghen tị bởi tập hình ảnh cưới chụp ở Paris hay những hình ảnh tuyệt đẹp trong lễ gọi ra mắt vào ngày 29 tháng 9 vừa qua. Hôm nay, 6/10, Giang Lê chính thức lên xe qua theo ông chồng bỏ cuộc chơi. Địa điểm trước tiên của ngày từ bây giờ là nhà cô dâu, khung viên hết sức khang trang và hùng hổ ở ven hồ Tây. Xuyên suốt những khoảnh khắc được ghi lại, cô dâu Riu Kiết lung linh và xinh đẹp chẳng khác gì một nàng công chúa. Hiện tại, dân tình vẫn đang ngóng chờ thêm những hình ảnh của siêu đám võ này. Bên cạnh nhan sắc cực đẹp đôi của cô dâu chú rể thì dân tình còn tinh mắt để tâm đến dàn xế siêu khủng. Quả là Riu Kiết, cưới thôi cũng khiến cho cả họ trầm trồ. Ngay từ sớm, dàn xế hộp đã đậu ngay ngắn trước cửa nhà cô dâu. Chú rể điển trai Telemarketing của cô dâu Giang Lê nhận được nhiều lời khen từ cánh chị em. Cô dâu chú rể và mái ấm gia đình hai bên đã dịch rời đến quán ăn tiệc cưới. Được biết, dàn khách mời nhận thiệp dự đám võ của Riu Kiết cũng đều là những khuôn mặt có tiếng. Tính sương sương thì sẽ sở hữu được Á hậu Huyền My, Vũ Ngọc Trâm, Đặng Thùy Dương, nhà thiết kế thời trang từng du học ở Anh Quốc, chủ nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng với giới trẻ.